Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay sẽ là ngày dọn nhà đi về Florida đây mọi người ơi. Tất cả những đồ đạc đã xong xuôi hết rồi. Chồng Ngọc Ánh mới vừa dọn xong từ ở trên nhà kho. Bây giờ thì có thuê thêm hai người phụ giờ dọn dẹp với lại chồng Ngọc với lại anh bạn nữa. Hành lý xong. Đó, bỏ cái đó qua một bên. Bây giờ cái điều mà nặng nhất á, sẽ là cái gì vậy? Chưa đi mà, từ từ. Cái nặng nhất là cái này. Mấy anh này chỉ còn với mình khoảng 45 phút nữa thôi là ảnh có chớp khác rồi. Nên là mình hả? Ông anh giết nó đâu rồi. Mệt quá đó. Nó mặc cái bộ đồ pyjama này. Trời, ok. Bà lo. Cái đó thì đi chung với mình. Thó, nó có lo, nó có nhiều đó thôi mà nó xà quần đó. Đây nè mọi người, thì đây là cái chiếc xe mà thuê nè mọi người. Đây là quay cho mọi người coi cái chiếc xe. Yeah. Bà thấy bà nghĩ đủ không bà? Bà nghĩ đủ không? Đó, sắp đồ lên rồi còn phải nghiên cứu coi nó đủ hay không nữa. Mình thấy đủ không? Bỏ thùng vô trước rồi bỏ hết sao? Đó. Đó, trời đồ đạc luôn các bạn. Trời, cái ghế ăn của con trai nữa nè. Cái ăn của con trai nữa đó. Cái tiền mướn một chiếc xe như vậy á, là mình phải trả người ta trong vòng 5 ngày nha các bạn nha. Cái tiền mướn một chiếc xe không thôi đó là khoảng 3.000 đô. Là cỡ chừng 60-70 triệu á. Trong vòng đúng 5 ngày trả người ta. Có bạn hỏi Ngọc là ủa cái chiếc xe này rồi mình mướn sao mình trả ở đâu? Bên Florida có chỗ để mình trả luôn các bạn. Chỉ cần lái tới đó rồi trả thôi. Còn bạn của chồng Ngọc thì mình sẽ mua vé máy bay cho hai anh chị về. Một chiếc xe dài như thế này. Cỡ chừng 60-70 triệu ha. Ngọc vừa làm cái Ngọc vừa mà báo giá rồi này kia cho mọi người biết hết. Để mọi người biết dọn nhà như thế nào. Giá cả làm sao. Mình tự lái người ta bỏ lên cái đó cái người ta đẩy. Đẩy cái mạch xa đi. Mạch xa là cái mà nặng nhất trong cái đám đồ này. Cái này là công việc. Này là công việc là mỗi ngày của anh. Anh rất chuyên nghiệp. Để đồ sau làm sao. Cái nào để trước cái nào để sau là mấy anh là bị hết. Bắt đầu đẩy lên. Nâng cái đầu nó lên. Wow. Đẩy lên. Wow. Quá luôn. Mẹ đang chuẩn bị ba ly ở đó. Sắp rồi. Yeah. Very heavy. Very heavy. The movers are gonna have to get this. Cái này á là cái thùng này là anh Craig nói là rất là nặng luôn. Cái này là kết sắt các bạn. No, but the movers are gonna have to get this out the house. So go tell Will and the other guy. Okay, ready? And wait, more forward, forward, more forward, more. Coi chừng để cái chân xuống nó okay. Dập xuống cái chân cái bà luôn. Cái đó nặng dễ sợ lắm. Khó đem ra nặng còn hơn cái ghế massage nữa. Còn tưởng cái ghế massage là nặng nhất rồi mà cái cách sắt này còn nặng hơn cái ghế massage. Oh wow. Perfect. Nãy giờ mới đem xuống được các bạn. Phải mở cái cửa ra mới đem xuống được á. Mấy cái thùng này coi còn 15 phút nữa chắc xong rồi đó. Quay chạy xe đạp ra ngoài kia rồi. We gotta get like what? All right. Quay chạy đi ra ngoài xe kia. Đó cô chú thấy không? Ai bận chứ con mình nó sướng nhất. Sướng nhất cái nhà này. Đó. Đó giữ chưa?
tập cũ cái cột tóc cũ tỏi rồi kia sẵn sàng cái lết cái thân đi ra ngoài xe ngồi thôi ha. TV. Rồi thêm một tấm điểm nữa các bạn nè, cái điểm này là từ khi mà hai vợ chồng cưới nhau về ở đây, tấm điểm này, tấm điểm là ngọc ưng ý nhất từ trước tới nay. Rồi hiện tại ở đây là còn những món cuối cùng, cái này mấy cái ba cái loa rồi còn một cái két sắt nữa là xong. Cái ghế này nữa chứ, còn con chay này nữa chứ. Say đi, con có buồn không? À, mình không có còn ở nhà Michigan này nữa, con có buồn không? Con có muốn về thăm nó không? Nhưng mà thăm cái nhà này nè. Yeah, will you miss it? Will you miss the lake? Will you miss like everybody here? Who? Teddy? No. Sao? Here all the time. Rồi, bây giờ cái bộ bàn này là để đi trong nhà rồi các bạn ơi. Một lần nữa căn nhà trống trải hết tất cả mọi thứ ha. Lấy ra bỏ. Bỏ mẹ. Rồi bây giờ thì cái chặng đường tiếp theo mình sẽ đi ra là mình đi ra tiệm ha. Rồi hồi bữa Ngọc có ngồi chia sẻ với mọi người cái giá mà để mình vận chuyển nhà này nè các bạn nè. Là hả, nói chung là từ nào giờ vận chuyển nhà không biết. Có bao giờ vận chuyển đâu biết, có bao giờ tiếp xúc với mấy cái này đâu biết. Cuộc đời cái gì cũng vậy hết á, phải có kinh nghiệm, phải có trải qua thì mình mới hiểu và mình mới biết được. Hồi bữa trong cái video clip đó Ngọc có nói đó, là nếu mà trả 10-15 ngàn đô là cỡ chừng 350 triệu á, thì người ta sẽ dọn nhà cho mình, nhưng mà người ta chỉ dọn những cái đồ nặng nề, người ta rinh đồ đành thay thôi. Còn những cái quần áo, muỗng, tất cả mọi thứ khác á, là mình phải tự làm. Còn cái dịch vụ á, Ngọc tưởng á, là chỉ có như vậy thôi, hồi nào giờ đâu biết. Chồng Ngọc là người deal với mấy tất cả những cái đó, Ngọc chỉ hỏi anh thôi. Hỏi anh cái giá đó là sao làm sao, rồi anh chỉ nói cái giá đó là mình tự phát đồ, chỉ có hỏi đúng cái đó vậy thôi. Thì Ngọc thấy comment á, của tất cả những cô chú anh chị nào đã trải qua rồi đó, thì ghi á, là Ngọc nói á, là hả, thấy là nói là ok, mình phải trả tiền thêm, thì người ta mới bắt đầu là ta là ship đồ mình vô rồi được. Rồi có khi tới từng cái muỗng người ta cũng ship vô luôn nữa. Vậy Ngọc có biết đó, cái này không biết đó. Nên là chủ yếu là mình chịu trả tiền hay không thôi. Thì chắc ở đâu cũng vậy, nếu mà mình có tiền, mình chịu trả tiền nhiều thì người ta sẽ làm hết tất cả mọi thứ đó cho mình. Còn mà mình trả ít thì mình phải làm thôi. Đó, vậy thôi, đơn giản đó. Nên là bữa đó là Ngọc cũng chia sẻ với mọi người, mà Ngọc chia sẻ cũng chưa có hết, với lại cũng chưa có đầy đủ tất cả những thông tin. Hôm nay Ngọc muốn nói thêm về những cái thông tin đó thôi. Giờ đất kỳ đi luôn. We're gonna take Lucky right now. Are you gonna take him now, or we're gonna come back from storage? Right now. Okay. From the store, we're gonna just gonna leave. Gonna go. Okay. He's up there. Will y'all let you guys pick him up? Okay. Can I pick him up? No, you can't. No. JD, put your shoes on, baby. Rồi tiếp tục theo nữa đó là mọi người có hỏi là hôm nay là hai người vận chuyển này đó là anh Craig với lại bạn gái của ảnh, thì hai người sẽ cùng nhau take turn là lái xe. Thì mọi người nói là ủa, chạy xe đi đi xong rồi về rồi đi máy bay là sao các bạn? Hiện tại cái bảng này nè các bạn nè, cái bảng biển số xe này nè đang hiện tại ở tiểu bang Arizona. Thì các bạn, ở trên khắp toàn nước Mỹ nó sẽ có một cái hệ thống xe U-Haul như thế này. Và mình đi bất cứ một cái tiểu bang nào, mình có thể để cái xe này lại một cái chỗ U-Haul gần cái chỗ mình ở nhất. Tại vì tất cả mọi chỗ nó đều có địa điểm hết. Thế là thí dụ như ảnh chỉ đưa tới nhà Ngọc rồi đưa đồ xuống hết, ảnh chỉ sẽ lái chiếc xe này trả về cái chỗ U-Haul gần nhà Ngọc nhất. Xong rồi ở chơi 1-2 ngày rồi ảnh chỉ sẽ, Ngọc sẽ mua vé máy bay vậy cho hai anh chị về lại Michigan. Đó, là mọi người bữa đặt ra câu hỏi là chạy chiếc xe này qua bển để ai chạy chiếc xe này về ha. Tất cả mọi địa điểm U-Haul này là một cái rất là lớn và rất là nổi tiếng, là một cái công ty vận chuyển nhà cửa, đồ đạc rất là nổi tiếng ở toàn nước, khắp nước Mỹ, chỗ nào cũng có. Đó, bây giờ là tiếp tục bỏ những cái mà cuối cùng vô ha. Lâu thì cái chứ bây giờ là 1 giờ trưa rồi vẫn chưa xong luôn các bạn ơi. Bây giờ còn chắc phải 2-3 giờ chiều mình mới bắt đầu mình đi được. Các bạn ơi, Ngọc đang move đồ ở ngoài tiệm nè. Cái này là một cái bất ngờ. Mẹ, mẹ lại qua giùm con cái này mẹ. Dạ. Mẹ biết đây là ai không? Mẹ, cái bạn này là người what's your name? My name is Megan. Megan, rồi. Megan này, mẹ có tin là Megan coi video của mình không? Yeah, hả? Yeah. And I'm a big fan and I'm so serious. Oh my God. Thank you. I could never imagine that my fan could be like native.
an English speaker. Oh my God, you understand what we say? Honestly, sometimes I'll look up the translation. Okay. Honestly, sometimes I'll just look up the translations, but honestly, I just like walk into something. I think it's so interesting. How many years have you been following me? I feel like I've been following you for like a year, 2 years now. So when I got here, I was like, this. Like, it sounds familiar, and I was like, oh my God, they're on my subscriber list. And oh my God, this is crazy. I was asking, it, like, actually for your autograph, because one of them I know. And then I aww. JD, say hi. Oh my gosh, hi. Say, JD, see, so watch our YouTube channel. Oh, is it hot? Can you say hi, Megan? Oh my God. Aww. JD. You sign for her? She asking for the autograph. Remember? Oh, JD, write something. Your name. Yeah. Oh. I can't remember this paper. Aww. We're gonna. Oh my God, this is surprising. It's okay. Okay, let me sign for you. Rồi. Đây là lần đầu tiên Ngọc chỉ tưởng là tất cả mọi người theo dõi Ngọc là Việt Nam mình thôi, mà không ngờ tự nhiên cái mình đang đứng đây mình dọn đồ, cái bạn này mới chạy lại, so you know today is our moving day. Yeah, so I was like, oh my gosh, I'm moving to Florida, and I was like, oh my gosh, so well, this is my final day to say something, because I've been so shy, and I'm like, oh, I'm little... Chị nói là chị biết hôm nay là mình dọn đi qua Florida, mà chị nói chỉ có ngày lần này là lần cuối cùng mình có thể ở chung tiểu bang với lại con, với lại mọi người gia đình, nên là phải tới đây, nhất định để tới đây để trời đất cái cũng hơn 23 tuổi cũng hơn là mình chưa có đi. It was so nice meeting you. I'm like, oh my gosh, it's just the last day. I have to go say hi. Aww, what do you do? So I work here at Carter's Coming as a dispatcher. And basically, I just dispatch the guys where they're called. Thank you so much for coming by. Give me a hug. Aww. It was so nice meeting you. I'm so good. I'm going to be a lifelong subscriber. Thank you. Have a good day. Take good care, okay? Rồi ha. Không ngờ luôn á. Bây giờ là cả gia đình đã lên đường. Còn mà bây giờ cái điểm dừng của Ngọc sẽ là chạy 9 tiếng đồng hồ trực tiếp tới tiểu bang Tennessee. Mình có mướn khách sạn ở đó và mình sẽ tối nay mình sẽ ngủ ở đó. Ngọc sẽ là người lái xe trước để cho chồng Ngọc anh nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ. Tại vì từ sáng giờ anh làm rất là cực lực, anh dậy hồi từ 7 giờ sáng tới giờ, nên là thôi để cho anh nghỉ ngơi chút xíu. Ngọc sẽ chạy được bao nhiêu Ngọc sẽ chạy ha. Mời mọi người tiếp tục theo gia đình đi xuyên bang qua Florida nha. Mọi người ơi, Ngọc đã lái xe được 5 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì chắc tới một cái chỗ trạm dừng chân là sẽ chuyển tài qua cho chồng Ngọc lái. Ngọc lái qua tới bên thì ai đang ở Kentucky rồi đó. Đang ở Kentucky chỗ bán gà rán KFC. Chắc chút nữa vô mua gà rán ăn nữa. Tại vì bây giờ là 8 giờ tối rồi. Bây giờ là đổi ghế đó mọi người ơi. Bây giờ chồng Ngọc anh sẽ lái. Chỉ còn khoảng 4 tiếng đồng hồ nữa là hiện tại bây giờ là gần 15 phút nữa là 9 giờ tối. Nên là mình sẽ ăn cái gà rán KFC. Tại vì đang ở Kentucky mà. 1 giờ rưỡi sáng rồi các bạn ơi. Cả gia đình mới vừa tới cái khách sạn này nằm ở Knoxville. Gọi là cái gì đó, Chattanooga gì đó. Hi JD. Oh my god. 9-10 tiếng đồng hồ lái xe. 1 rưỡi sáng được nghỉ ngơi. Ê đứng đây chờ đi. Chạy nó ngọn xe nó mệt. Nó khó chịu cô chú ơi, nó không được di chuyển á. Và wow, ngoài đây có mấy chiếc xe bự quá ha. Hả? À, thì xe đẹp quá hả? Trời ơi, chiếc xe này đúng được, thì đúng luôn. Ai chạy xe này, tao bự quá trời bự luôn trời. Cái này phải tướng bự con, mọi người cao rồi dữ lắm mới chạy xe này được. Đây. Con trai nó đòi Ngọc ngồi với nó, nên là mẹ đi lên trước ngồi. À, mẹ nằm xe ngủ. Ngoài mới được ngủ chắc hả ngoài? Các bạn coi Ngọc với mẹ mang dép ra. Đó, con mẹ nè.
Thì mẹ quyết định mẹ giúp đâu. À không, có đấy giúp kêu của ba phải không? À còn đó giúp nội của con. Giúp nội của con ở đó, đó. Trời đất ơi, phải nghe ăn tứ lửa từ lưa hết trơn. Rồi đây cũng đưa giúp cho ba. Cái này của mẹ nè. Giúp của ba nè. Ok. Cô chú ơi, mới vừa dậy xong rồi đem đồ hết ra xe, bây giờ mình sẽ vô kiếm đồ ăn sáng cho chay với ba chay. Đây đây, đây có một cái máy để mình tự làm cái bánh waffle luôn nè, tự làm bánh waffle nóng luôn. Có cái máy làm bánh cho mình nữa nè mẹ nè. Cà phê nè, cereal nè, chay đi, hộp cereal ăn sáng nè. Có sữa chua nữa nè, nước lạnh, có máy apple juice, rồi táo với nước cam, viên nước táo đi. Ở chỗ này ha. Trời, sáng sớm nhìn nó apple juice nhìn thấy lạnh 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 đã quá. Cái này là ốc miêu. Ok, lấy chocolate cupcake không? Ok, here you go. Chocolate cupcake. Gì vậy? What is that? Làm cái bánh. Ba chay là muốn ăn bánh waffle. Ở trong đây là nừa là nó đó hả? Đây này nè, trong đây nè. Lấy cái ly chứ là đổ ra. Yeah. 2 phút là bánh chín. Lâu quá đi quên chơi ăn waffle. You haven't had waffle in a long time. Yeah. Có hai loại, một vị là vanilla, một vị là có cái quế á. Rồi đóng lại, đóng lại cái tự nhiên nó chạy luôn. Ngộ ha. Phải đổi qua, quay qua ăn đi con. Ở đây là quầy bacon nữa mẹ, bacon với lại khoai. Ăn sáng của khách sạn khi mà mình trả tiền nhiều phòng là mình sẽ được ăn chung vậy đó các bạn. Khách sạn này không gian cũng đẹp lắm các bạn, sạch sẽ, rộng rãi. Khu vực này khu vực ăn sáng nè. Cái này là Ngọc đang ở Tennessee nha các bạn nha. Đây ngoại, đây là bơ trái trái bánh mì nè. Đó, ngoại thích ăn bơ trái bánh mì lắm. mẹ muốn cái bánh này nè, con bỏ vô đây nướng lên cho nó giòn giòn để mẹ trái bánh mì ngon không? Đúng rồi. Mẹ mở ra. Mẹ nay ăn sáng kiểu nước ngài nha. Mẹ, mà con nhìn là con ngán dữ lắm rồi đó ngoại. Mỗi bên một cái ngoài, mỗi bên một cái đó, hai cái đúng rồi, đúng rồi. Rồi gạt cái đó xuống, gạt tôi xuống, đúng rồi, hay lắm ngoài ơi. Wow, nhìn ngon chưa? Here you go. Boom. Wow. Rồi lại ăn với ba đi. Ở bên đây nha ba. Đây là cái thùng này nước nóng nè ba. Ba thấy chữ hot water á, là nước nóng. Ha. Cái này là decaf roasted, có nghĩa là ba biết decaf á là nó không có caffeine trong đó. Cà phê mà không có caffeine trong đó. Rồi bên đây là mới bình thường nè. Bình thường. Lime roast với lại duck roast. Ba muốn đắng phải không? Làm ly cà phê, lấy ly cà phê này. Ở đây. Ở cà phê ra. Nóng hổi luôn ha. Rồi xong rồi cái này, mấy cái này là sữa nè. Đó, ba muốn cho bao nhiêu? Tất cả đường nè. Cái này cũng là sữa half and half nè, mình muốn cho bao nhiêu mình bỏ, tự ý bỏ vô. Còn mẹ muốn uống cà phê luôn không? Mẹ uống nhẹ nhẹ thôi ha. Nhẹ nhẹ mẹ uống đây. Rồi. Cà phê nóng, không có cà phê đá. Không có cà phê đá mà. Rồi mấy bịch dưới là mấy bịch đường á. Mình cho tự cho đường vô. Ngọc muốn chỉ cho ba mẹ đây, ba mẹ tự làm. Để sau này đi ra cái tự động cái nhìn cái quen cái biết. Chứ còn đi nhiều lúc đâu có Ngọc đâu, rồi đâu có gì đâu biết đâu. Đúng rồi, cây nó quậy cà phê. Được rồi. Bỏ đường thêm vô đi mẹ. Chưa, nãy giờ mẹ chưa bỏ đường. Mà ở đây có nhiều loại đường lắm nha. Cái đường này nè, cái đường này là đường bịch organic nè. Rồi, ngồi ăn với ba đi.
I'm gonna stop by a Vietnamese restaurant and order some. They open at 10. Who will I? Ăn đi con. Lấy cái này ra ba chọt vô đó. Ba chọt vô hả? Ba chọt bơ vô hả? Dạ, anh có thể khai phá. Rồi, đi xong chưa? Lên đường chưa? Ai, Lucky nè. Giờ Lucky, làm lẽ đây. Lại đi nè Lucky ơi. Lucky từ hôm qua giờ rất là ngoan luôn nha cô chú nha. Ngồi trên xe cực kỳ ngoan luôn. Không có một tiếng la, một tiếng khóc. Chắc đi lần quen biết rồi đó. Giờ cho nó đi ổn chút xíu. Nó giải tỏa bầu tâm sự của nó xong rồi bắt đầu mà mình lên được. Rồi bây giờ thì cả nhà sẽ bắt đầu đi qua cái tiệm phở để mình ăn phở. Nhưng mà thấy cái cảnh nó đây giống giống đẹp quá. Đây cũng quay cho mọi người coi một chút xíu về nhà ở tiểu bang Tennessee ha. Cái khu này thì rất là cái khu mà cái khu vực mà khách sạn Ngọc ở tối hôm nay nó rất là sầm uất. Cái khu này thấy nhìn cũng sạch sẽ, cũng ngàn đẹp. Nó kỳ bọc quá đẹp luôn. Có được gì đẹp nhất ta? Quá đẹp. Đây nè các bạn, thì Ngọc với gia đình mới vừa ăn phở ăn bánh canh với phở với bún riêu xong. Ở đây cũng ngon lắm các bạn. Đây là nhà hàng gọi là Super Phở and Grill ở Tennessee. Đó. Rồi, không, ba em còn chồng á. Để em cầm cho. Rồi, cảm ơn chị. Hen. Rồi. Có gì mọi người tới ăn ủng hộ chị nha. Dạ, rồi các bạn ơi, Ngọc mới vừa tới qua khỏi cái ranh giới giữa Tennessee với lại Georgia, Atlanta, Georgia. Bây giờ thì hiện tại còn khoảng 10 tiếng 14 phút nữa là sẽ tới Florida. Thì trong dự định của các bản đồng hồ đó là Ngọc sẽ tới vào lúc 10 giờ 12 phút tối ở Florida. Nhưng mà nó chỉ là dự định thôi. Còn cái chiều kẹt xe nè, còn dừng lại để ăn uống rồi nè, thì vòng vòng tới cũng 11, 12 giờ đêm là sẽ tới. Hai bên đường, ở bên hai bên đường đi đây. Cả nhà mình có hai bên đường là cây thông người ta tè nhắn nó dọc thẳng đẹp lắm. Đây mọi người có hai bên đường nè. Đây cái hàng cây rất là đẹp, thời tiết cực kỳ đẹp luôn. Đường xá thì nó rất là gọi là mịn màng trơn, bây giờ gọi là sao ta? Thẳng thà đó, bằng phẳng. Hai bên đường là hai hàng cây cực kỳ đẹp, cực kỳ là lớn ngoạn. Để nhánh đầu đó cái nào ra cái đó đàng hoàng đẹp. Rồi ok mọi người, để chút có gì nữa Ngọc sẽ cập nhật tình hình thêm ha. Hiện tại là đang kẹt xe và mưa rất là lớn luôn các bạn. Nãy giờ kẹt xe đây một tiếng đồng hồ á. Wow, tới nhà rồi cô chú ơi. Chú ơi, 12 giờ đêm. Trời ơi, Lucky biết vô nhà luôn kìa. Xe nào, xe nào? Xe là xe của mình chứ xe gì? Ôi, ôi, có bông hoa nè. Bông hoa này ngày mai để quay cho cô chú coi cho nó đẹp. À. Các bạn biết gì không? Ngọc order đồ ăn. Ngọc order đồ ăn từ lúc 8 giờ tối người ta đem tới để mình ăn á. Ủa, nhớ số bấm vô nhà không? Ba mở ra kìa. Đẹp không? Rồi, đồ ăn này. Đồ ăn này con order từ hồi 8 giờ tối đi chị. Giờ 12 giờ mình về để mình có đồ ăn Việt Nam ăn nè. Đói bụng quá. Điều đầu tiên làm là phải ăn thôi chứ còn. Ôi, mùi thơm của ngôi nhà. Tới nhà nè mọi người ơi. Bây giờ thì sẽ ăn uống xong rồi.
nghỉ ngơi chứ còn không làm gì thêm nữa. Wow, nhà không sạch sẽ. Mua sách mấy bình thì vô. Mua cơm thì cứ vô tới nhà khỏe. Tới nhà bình an là mọi người ơi. Đi là quan trọng nhất, là phải đi tới nơi về tới chốn. Wow. Rồi ok mọi người ơi, đây cho mọi người coi nè. 20 phút nữa là 12 giờ nè. Đó. Rồi chắc bây giờ Ngọc sẽ xin kết thúc cái video clip tại đây nha. Quay về tới nhà để cho mọi người thấy là gia đình đã về nhà, tới nhà bình an. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip sau ở Florida. Chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye, mọi người.